đây. Trời ơi, giờ này cô chưa dậy nữa. Đứa trò chú tật rồi, dậy đi cô. Ôi, cái gì trưa trời chưa chật gì? Trưa rồi. Trưa rồi, con xuống ăn sáng nội chửi con chết luôn á. Thôi thôi thôi, cô khỏi xuống đi. Dưới xong xuôi hết rồi, bà cũng đi chơi với hội bạn già rồi. Ồ, bộ tối hôm qua nhà mình có chuyện gì hả gì? Ủa, cô không nhớ gì luôn hả? Ờ, tối hôm qua con đi ăn mừng với mấy anh chị trong công ty, xong con về con mệt quá, con ngủ tới giờ luôn á. Trời ơi, tối hôm qua cô ăn nhậu sai bí tỷ, bạn trai cô đưa cô về, rồi cô còn khoác áo của người ta nữa. Cô về xong tôi dìu cô lên phòng, cô ói từa lưa luôn, tôi dọn xong giờ tôi bệnh luôn đó. Dì, dì ơi, dì nội có la mẹ con gì? Cô nghĩ với cái tính của bà vậy bà có la không? Bà làm một trận lôi đình luôn. Mà tôi hỏi cô thiệt nha, cô cũng đừng có nói tôi nhiều chuyện nha. Cái người hôm qua đưa cô về là bạn trai của cô hả? Cô còn khoác áo của người ta nữa đó. Cô vô nhà này cô cũng biết cái gia quy của nhà này rồi, phải có trước có sau. Tôi nói thiệt, tôi nhìn thấy còn kỳ và huống hồi chi bà, cô thấy bà không khó chịu mới lạ. Sao con không nhớ gì luôn á dì ơi? Con gây ra chuyện động trời vậy hả? Dì Như, vậy bà nội đi chừng nào mới về gì? Bà đi đâu chắc hẳn 2-3 ngày bà mới về. Thôi cô dậy đánh răng rửa mặt tắm rửa cho nó khỏe đi rồi ăn miếng cháo. Mợ kêu tôi nấu cháo đem lên cho cô đó. Cảm ơn dì nha. Tôi đi ra nha. Dạ. Cảm ơn là không. Lấy cho em xuất hồ sơ đi. Ừ. Công ty Hoàng Phát nha. Nè. Đúng rồi, cảm ơn. Bản kế hoạch này của cậu đúng không? Dạ, dạ của em thưa sếp. Tại sao báo cáo về tình hình trái cây sấy khô, trái cây detox mà không có một số liệu nào cụ thể gì chủng loại, toàn là thùng với tấn. Rồi những người đến sao? Họ biết thu mua cái gì? Dạ, tại vì những cái bản báo cáo trước cũng không có số liệu thống kê thưa sếp. Vậy thì tôi cần coi bản mới làm gì? Tôi coi bản cũ rồi được rồi. Làm lại. Ngày mai gửi lại tôi coi. Dạ. Cái này em mất cả tuần mới xong đó. Bây giờ kêu là ngày mai có là có làm sao? Em đâu phải ba đầu sáu tay đâu. Sao nhỏ thôi. Ông không ba đầu sáu tay á thì ông cũng ráng mọc thêm đi. Chứ bây giờ ông muốn bị đuổi việc hay gì? Ê, mọi người có thấy lạ không? Lạ sao? Từ sáng tới giờ á, không biết ông này gặp hạn hay là sếp đang bực cái gì ông mà suốt ngày cứ la đông 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 đông, nhắc tên ổng thôi là thấy nhức đầu rồi. Ê, cái này chị nghĩ chắc là trùng hợp thôi, hay là Đông làm cái gì phật ý sếp rồi. Ờ, ông mà có làm gì không? Ê, tôi biết lý do nè. Sao vậy? Lý do sao? Nói mọi người biết, mọi người né đi. Thì á, Đông nè, ngày hôm qua đã làm cái gì đó phật ý Ngân, xong rồi á, Ngân mới về mét lại với sếp Khôi, xong rồi hôm nay á, sếp Khôi mới đi Đông. Thôi đi em ơi, bé Ngân bình thường dễ thương lắm, không có làm gì đâu. Đúng rồi. Chị ơi, làm sao mình biết được lòng người? Tại sao em đâu biết tại sao đâu. Ủa, nhưng mà Ngân đó giờ hiền lành, hòa đồng, dễ thương. Em nghĩ chắc không liên quan lắm đâu. Đúng rồi. Thôi đi, nè tôi nói cho mọi người biết, làm sao á mình có thể biết được á ở trong bụng người ta như thế nào, đúng không? Bây giờ nè, thí dụ như là giờ tôi không thích mấy người đi mà tôi không nói ra thì làm sao á mà mấy người biết là tôi đang ghét mấy người, đúng không? Cho nên á bây giờ mình phải tự lo thân mình đi, chứ để lỡ mà có chuyện gì á là tụi mình là đứa bị ra khỏi công ty á, chứ không có liên quan gì tới người ta đâu. Và nhắc lại một lần nữa cho mọi người nhớ là Ngân á là cháu của giám đốc ha, là hoàng thân quốc thích, chứ không phải là nhân viên quèn giống như tụi mình, hiểu chưa? Tiếp tục câu nói. Ai? Gì vậy? Thôi giờ thân ai nấy lo đi. Nha. Ủa, vậy mọi người bỏ tôi hả? Rồi tôi phải làm sao? Cũng giới hạn đi cưng. Đúng rồi đó, còn không á, ông mua cho nguyên team mấy ly cà phê xả xôi cũng được. Ừ.
Nè, không có hở thôi nha. Tí mắt một cái là ông buông ra đấy, tôi không ăn gian đâu, ông làm gì vậy? Hiểu không? Thiệt. Rồi buông ra không? Rồi đi theo tôi. Trời ơi, sao làm gì giống bịt mắt bắt dê dưới quê xưa vậy? Đó. Chơi trò chơi nít hả? Trời, đợi tôi xíu. Không có được mở mắt ra nha. Không có nè. Gì đây, sao mà mờ ám quá vậy? Gì vậy? Gì vậy ông Linh? Mở dạ. Mắt chưa? Bây giờ đến 1, 2, 3, mở mắt ra đi. Rồi. 1, 2, 3. Tha, 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 tha. Ủa, ông làm gì ông Linh? Tất cả là của Như đó. Ủa, bánh này, trái cây này, bông này, đèn cầy này là cúng cô hồn mà. Đâu có cúng cô hồn. Sao ông dành cho tôi? Những cái thứ này là những cái thứ cúng cô hồn. Tôi chưa chết mà ông cúng cô hồn tôi là sao? Không phải, không. Ông khùng hả? Bình tĩnh. Ông khùng hả ông Linh? Bình tĩnh. Làm gì vậy? Bình tĩnh như nè. Nhìn đi, nếu như đây là ba cây nhang mới là cúng cô hồn. Thì đó, ba cây nhang đó. Đâu có, đây là hoa bông mà. Hoa bông mà, đâu phải ba cây nhang đâu, đúng không? Nè, đây là pháo bông, ba cây pháo bông tượng trưng tình yêu của Ninh dành cho Như. Thì là pháo bông thiệt phải không? Bông thiệt. Rồi đốt lên nó sẹt sẹt như phải không? Sẹt sẹt mà. Ôi, ông đó nha, tôi không để ông ở chung nhà, làm việc chung nhà với tôi là thiệt đó là ông mệt mỏi với tôi rồi đó ông Ninh. Ừ. Nghe là như vậy à. Ừ, thôi thì nó phệt lửa nha, bắn vô tay. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Con ông làm gì vậy? Ông biết tôi là sợ lửa, tôi hay giật mình, ông đưa mấy cái này cho tôi làm sao? Thì có gì không? Dạ, sao Linh? Thôi. Không tắt Linh. Chết. Chứ bây giờ sao? Con nước. Con nước. Đây, mình nước lên, nhanh. Ồ, biết tôi sợ lửa. Biết tôi giật mình mà sao đưa mấy cái này làm chi vậy? Trời ơi, trái của chị trái nhà bây giờ. Trời ơi, dập lửa đi. Chứ con, dập lửa con. Dập, thôi hết rồi nè. Hết rồi. Ủa sao mọi chuyện nó đơn giản quá mà. Có vậy thôi mà gì với chú làm quá vậy? Sao cô hay vậy? Tôi dập nãy giờ nó không tắt luôn á. Trời ơi, xém lên trái nhà rồi đó. Ai đốt? Dạ thưa cậu. Dạ thưa cậu, tất cả những chuyện này nhường để tôi nói. Dạ, là tôi không thể nào nhận lỗi cho người khác được. Tôi không có gan đốt đâu, thủ phạm chính là Như. Kêu tôi cầm mấy cây đó giống đối thừa tôi là sao hả? Tôi nói hồi nào cái cây pháo bông từ tay Như rớt xuống cái bàn nó cháy lên đúng không? Mà ông bày cái này, ông kêu tôi cầm cái cây bây giờ tôi giật mình tôi giục ra giờ ông đối thừa tôi. Nhưng mà cái vị cậu tin tôi, cậu tin tôi là do ông chứ không phải do tôi. Cậu phải tin tôi chứ. Nè, ông nói vậy là không có được nha. Cậu tin tôi đi. Cậu tin tôi không bao giờ dám đốt nhà. Tôi nói là đúng. Tôi rất là sợ lửa, làm sao tôi đốt nhà? Chính vì sợ lửa mới giục cái cây nó xuống bàn nó mới cháy. Ông đừng có đổ thừa. Không đổ thừa sao được? Ông làm xong giờ ông đổ thừa tôi là sao? Ủa, thì bây giờ cái chuyện cái tay từ cái tay nó rớt ra chúng cái bàn thì cái bàn nó mới cháy, sao đổ thừa tôi được? Ông kia tôi cầm rồi, ông cầm cái tay tôi đốt chung mà giờ. Thôi đi. Lúc nào cũng làm chuyện tào lao. Nhìn gì? Làm xong giờ đổ thừa tôi vậy là sao? Vậy mà nói yêu tôi hả? Ủa đổ thừa gì yêu gì, trời yêu chứ, lực pháp mà. Đúng không? Tội ai nấy nhận. Trời ơi, đâu ai có chuyện đi tù chung được. Cái kiểu mà đổ thừa vậy á, 1000 năm cũng không có yêu được tôi đâu nha. Nha, đứng lại coi. Chú buông tay con ra. Con nghe chú giải thích. Có gì mà giải thích chứ. Vậy tại sao con tránh mặt chú? Tại sao phải tránh mặt chú? À, mà phải rồi. Phải tránh mặt chú chứ. Mất công vợ tương lai của chú không thích. Chứ không phải sợ anh Đông của con giận sao? Ừ. Nếu vậy thì sao? Mà chú lo về vợ tương lai của chú đi. Hẹn hò thì hẹn chỗ nào kín đáo hơn chút. Còn nếu thích quá thì cưới luôn đi. Hẹn hò thì sao? Chú là đàn ông, hẹn hò con gái là bình thường. Còn con gái con lứa mặc áo người đàn ông khác về nhà, thích quá thì cưới luôn đi. Thì là không thể nào nói chuyện với chú được mà. Đúng là nghe bướng mà. Cô Thu. Dạ. Thông tin bên cung cấp bao bì có tem truy xuất nguồn gốc
do ai liên hệ? À, dạ thưa sếp, cái đó là hồi xưa là do Ngân phụ trách. Nhờ em cũng đã liên lạc với lại bên công ty rồi, nhưng mà họ nói là do Ngân đăng ký cho nên mình phải liên lạc với Ngân. Lát nữa em sẽ gọi điện cho Ngân liền. Ừ, gọi điện gấp đi, nhờ Ngân lên công ty hỗ trợ gấp. Ngân đã làm công việc này thì sẽ nhanh thôi, trao đổi qua điện thoại không giải quyết được gì đâu. À, dạ. Ừ. Sao? Thoải mái chưa? Dạ, thoải mái lắm. Nhưng mà thôi, anh đừng có bóp chân cho em nữa. Lỡ chị Như hay là anh Ninh nhìn thấy kỳ lắm. Như đâu kỳ? Anh bóp chân cho vợ anh chứ không phải bóp chân cho vợ người ta đâu mà kỳ. Đây, đứng chân này. Nhưng mà anh có mệt không? Không. Đây. Rồi, thoải mái chưa? Dạ. Ừ. Em đỡ mỏi nhiều lắm luôn á. À. Dạ. Dạ, con thưa mẹ. Ừ. Dạ, à, mẹ về sao không điện thoại cho con biết để con đánh xe ra chở mẹ về. Thì mẹ phải về bất ngờ mới nhìn thấy những chuyện bất thường trong nhà mình chứ. À, mẹ đi chơi có vui không mẹ? Vui, nhưng mà làm sao vui bằng ở nhà mình con. Ừ. Dạ, con đi dắt cam cho mẹ uống nha. Thôi khỏi con dâu, mẹ có mua quà cho mọi người nè. Một lát nữa con lên phòng mẹ nha. Còn bây giờ mẹ lên phòng nghỉ ngơi một chút nha. Đi bộ cả ngày trời, mỏi chân. Em đừng có lo quá. Lát anh lên bóp chân cho mẹ là mẹ vui lại liền à. Chị Hạ ơi, cô giùm em cái hợp đồng này nha. Anh Đông ơi, anh coi giùm em luôn nha. Sao hôm nay mấy anh chị lạnh lùng với em quá vậy? Công ty hôm nay mới lạnh hư nóng chết, lạnh nào trời. Chị Xuân. Thì công việc nhiều quá, ta tập trung làm thôi, chứ có gì đâu mà lạnh với lùng. Ôi, mệt quá. Đi mua cà phê uống xả xui, ai uống gì nói. Chị trà đào. Cho tôi một trà giải. Ok. Em nhìn gì? Đi. Để lít. Ủa Ngân, đi làm lại rồi hả em? Không, phải gọi là cháu chứ. Thôi Ngân làm tiếp đi, thím vô nói chuyện với chú Khôi nha. Ngân, sao chị Trinh á kêu Ngân bằng cháu, sao mà xưng lại bằng thím? Ủa, không lẽ chị Trinh á là vợ tương lai của chú Khôi hả? Ta đi. Chào Ngân.
Anh Khôi, chúc mừng sự kết hợp thành công viên mãn của chúng ta. Em về nha. Chú buông con ra. Không. Chú Lâm mà đuổi theo vợ tương lai của chú kìa. Đó là con nói, chú không có nói. Nếu mà hai người không có gì á, sao lại thân thiết hơn mức bình thường? Rồi cái dấu son trên áo của chú hôm bữa, nụ hôn lúc nãy nữa. Chú đừng nói với con á, cô Trinh chỉ là đối tác của chú thôi nha. Tại sao không bao giờ con tìm hiểu kỹ mà khẳng định đó là vợ tương lai của chú? Cô ta chỉ là đối tác của chú. Còn con thì sao? Hả? Con gái mà cũng mạnh dạn quá ha, mặc áo của người đàn ông khác đi về nhà. Cái chuyện đó là tại vì chị Hạ làm đổ bia người của con chứ bộ, nên là anh Đông mới cho con mượn áo khoác về nhà. Vậy thì lý do con tránh mặt chú là sao? Chuyện đó chú phải là người rõ nhất chứ. Không lẽ lại là bà nội? Thôi được, để chú tìm cách nói chuyện với bà nội coi sao. Nhưng mà hứa với chú, đừng có tránh mặt chú nữa. Nhưng mà để coi tình hình sao đã. Sao? Lương công ty hả? Ừ. Tôi biết rồi. Ừ. Cảm ơn con. Ừ. Con mời bà. Mời cậu. Cảm ơn chị. Dạ. Ủa? Như à? Dạ. Mở hai con hai đâu? Dạ cậu hai đưa mở đi khám từ sáng sớm rồi bà. Khôi à. Dạ. Chuyện ở công ty có gì không con? Mà tại sao là phải kêu Ngân lên công ty làm? Dạ Ngân phải lên công ty vì có những hợp đồng với đối tác nước ngoài, với nhiều hạng mục chỉ có Ngân mới giải quyết được. Mẹ nghĩ là không mở thì chợ cũng đông, chẳng lẽ cả công ty không có ai mà thay thế Ngân được hả? Dạ, trong thời điểm này nếu như mình cần một người mới thì phải có thời gian đào tạo, khách hàng họ đâu có chờ mình được. Mẹ nghĩ là con cần đến như vậy à? Dạ, mẹ đã giao công ty cho anh em con quản lý, việc dùng người như thế nào tụi con phải nắm rõ hơn mẹ chứ. Ủa, rồi cuối cùng là con vẫn quyết định là để Ngân lên công ty làm việc à? Vậy thì còn chị dâu thì sao? À, dạ thưa mẹ, tại sao một người đang làm tốt công việc cho công ty mình phải ở nhà chăm sóc một thai phụ? Việc chăm sóc cho thai phụ mình có thể tìm một người khác vì công việc này quá đơn giản. Ví dụ như anh hai cũng muốn chăm sóc cho chị hai mà mẹ. Không được, anh hai của con là giám đốc, trăm công ngàn việc, đâu phải ở nhà chăm sóc vợ con được. Dạ, anh hai là chồng của chị hai thì việc chăm sóc cũng là đúng thôi. Còn mọi việc trên công ty để con lo, đâu có sao đâu mẹ. Mẹ nói vậy mẹ làm con nghĩ là mẹ muốn ép Ngân ở nhà, còn việc chăm sóc chị hai chỉ là lý do mà thôi. Con dám nói với mẹ như vậy đó hả? Dạ con xin lỗi mẹ, tất cả mọi việc con làm cũng chỉ muốn tốt cho công ty Thiên Trường thôi. Con nói đúng, có lẽ là mẹ hơi cảm tính quá. Thôi được rồi, nếu muốn Ngân lên công ty làm việc á thì con cứ kêu nó lên làm việc đi. Ngân à, lên công ty đi, có lẽ là việc ở công ty phải nhờ đến con đó. Nội cho con lên công ty làm thiệt hả nội? Ừ. Con cảm ơn nội. Con mời nội, mời chú ăn sáng. Ừ, anh đi con. Anh đi làm mà không yên tâm chút xíu nào luôn. Em ổn mà, anh đừng có lo quá. Chừng nào em mẹ tròn con vuông mới ổn. Chứ
Bác sĩ nói sức khỏe em còn yếu. Bác sĩ nói là em chỉ bị ốm ngán thôi, không có sao hết á. Anh cứ đến công ty đi. Mà anh vẫn thấy lo lo làm sao? Anh mà cứ như vậy á, em càng khó xử hơn á. Bây giờ anh nghe lời em, anh cứ đi làm. Còn em sẽ nghe lời anh, em sẽ ở yên trong phòng này, không làm bất cứ việc gì hết, không suy nghĩ, không lo lắng. Anh chịu chưa? Thôi được rồi, anh vô công ty rồi tranh thủ về sớm với hai mẹ con em nha. Dạ, anh đi đi. Anh lại để quên gì? Con thưa mẹ. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ, con mời mẹ ngồi. Cô phải ngồi thì tôi mới dám nói. Dạ. Sao? Bữa giờ không có tôi ở nhà, chắc mẹ con của cô vui vẻ thoải mái lắm đúng không? Dạ không thưa mẹ. Cô không việc gì phải chối. Cô chỉ việc ở nhà, có kẻ hầu người hạ. Còn thằng con trai của tôi á, nó phải ra ngoài để cán đáng sự nghiệp gia đình. Vậy mà cô chưa vừa lòng vừa dạ, cô bắt nó phải phục vụ cô, chăm sóc lo lắng bóp chân cho cô. Dạ con không dám đâu mẹ. Nói cái hành động và cử chỉ của cô là đủ biết cô dám hay không dám rồi. Mẹ con cô tính toa rập để thao túng căn nhà này hả? Bây giờ nói tóm lại, cô muốn cái gì? Dạ thưa mẹ, con chỉ muốn là một người vợ tốt, một đứa con dâu hiếu thảo của mẹ thôi. Con không có ý gì hết. Nếu cô muốn hạnh phúc, muốn con gái của cô có hạnh phúc, thì kêu nó tránh xa thằng Khôi ra đi. Sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn mà thôi. Dạ con hiểu, con luôn làm theo những lời mẹ dạy. Ngân có hứa với con là chỉ tiếp xúc với chú Khôi trên phương diện công việc thôi. Và con cũng đã theo dõi Ngân và chú Khôi trong suốt thời gian qua. Con thấy giữa họ không có gì đáng nghi ngờ hết. Ừ, cô nhớ đó. Nếu hai đứa nó có chuyện gì xảy ra, cô đừng có trách tôi. Dạ. Thank you.
Có phải con và chú Khôi đang có tình cảm với nhau đúng không? Dạ. Con không cần phải giấu mẹ làm gì. Chỉ cần nhìn cái cách con trốn tránh chú Khôi là mẹ hiểu mà. Chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Ngân nè, nếu như thật sự con có tình cảm với chú Khôi thì con nên dừng lại đi. Đó là một mối quan hệ không có kết quả tốt đẹp con à. Con không dám cãi lời nội, nhưng mà những cái hành động và cư xử của con chứng tỏ là con coi thường lời nói của nội. Dạ con không dám coi thường lời nói của nội. Vậy nội nhắc với con bao nhiêu lần rồi, đừng tiếp cận gần gũi và quyến rũ thằng Khôi nữa. Tại sao con vẫn cứ tiếp tục làm như vậy? Con vượt qua cái mối quan hệ chú cháu. Nội nói cho con biết, thằng Khôi nó lấy vợ, vợ của nó là một người đàng hoàng, tử tế và phù hợp với gia đình nhà này. Nội chuyện thằng kia nó lấy mẹ con là nội đã thấy quá đủ rồi. Cho nên nội không muốn cái chuyện mà chú cháu mà yêu nhau như vậy nữa. Anh Ngữ à, lúc này á sao tôi cảm thấy mệt mỏi quá, không vui chút xíu nào á. Hai đứa con của tôi càng lúc càng không nghe lời tôi. Ủa sao tôi thấy hai đứa con chị đứa nào cũng giỏi giang hết mà có cái vấn đề nằm ở đâu trời? Tôi nói anh nghe, chuyện gia đình tôi đó tôi chỉ tâm sự cho anh nghe thôi. Thằng Kiên từ ngày nó lấy vợ nó không nghe lời tôi nói. Nó không nghe lời nói của chị nữa hả? Hay là mình thử coi lại coi mình có cái chuyện gì với tụi nó không? Có cái rắc rối gì với các con không? Tôi hỏi anh nè, vợ của nó mang thai, đồng ý á là vợ của nó hơi ốm yếu một chút xíu, nhưng mà đâu phải vì như vậy mà nó bỏ về cả công ty, nó về bên chân vợ, nó phục vụ, nó hầu hạ, nó lo lắng, nó buông cả cái gì công ty, anh coi có tức không? Chị Kiên biết sao không? Theo như ý tôi thấy thì cái chuyện nó vợ nó có bầu thì nó lo cho vợ nó, còn bây giờ công ty thì thằng em lo được rồi. Đâu có được anh, đàn ông mà phải lấy công việc và sự nghiệp lên hàng đầu, còn mà lấy vợ về á là để vợ phục vụ chồng, để vợ hầu hạ chồng, chứ đâu phải có chuyện ngược đời như vậy. Đây, cái này nó không phải phục vụ chơi, cái này thật ra nó là sự chăm sóc, thấy không? Chồng chăm sóc vợ lúc mà đang bầu bì ốm đau là cái chuyện bình thường. Hủa chi bây giờ vợ nó đang mang bầu thì là cái lúc mà người phụ nữ người ta cần sự quan tâm, cần sự chăm sóc nhiều nhất. Ủa, anh lại như cả thế giới này
chỉ có mình vợ nó mang bầu vậy đó. Nhiều khi tôi nghĩ á, là nó lấy cái chuyện mà nó bầu bì á, là để nó bắt chồng phải hầu hạ nó đó. À, thật ra thì vậy nè, tôi nghĩ là chắc chị nên bớt cái thành kiến với lại con đi. Tại vì không khéo quá thì các con nó sẽ suy nghĩ mình làm bà mẹ chồng khó tính nữa. Tại chị biết sao không, cái quan trọng nhất của chị vẫn là mong muốn các con nó hạnh phúc mà, đúng không? Thì khi tụi nó hạnh phúc chăm sóc cho nhau thì mình phải vui chứ. Ủa anh à, chuyện gia đình nhà tôi á, tôi không biết tâm sự để ai chia sẻ cho tôi. Tôi nói cho anh nghe á, để được anh ủng hộ, an ủi, chia sẻ. Đằng này anh lại lên lớp dạy đời tôi vậy. Đâu có đâu. Cái gì vậy? Alo, Ninh đó hả? Chú dẫn con đi ăn mà cô không cho con tự gọi món nữa. Con có ăn món gì khác ngoài món gà đâu. Sao chú biết vậy? Muốn biết là biết. Huống chi chú với con ở chung nhà, chỉ cần quan sát một chút là biết liền. Ủa, vậy bộ con lộ liễu lắm hả? Ham tiền cũng lộ liễu, ham ăn cũng lộ liễu. Vậy sao chú Toàn giao cho con dự án quan trọng của công ty không vậy? Bộ chú không sợ con bòn rút tiền của dự án hả? Chú không trả lời mà chú cười. Nếu như con là người có mua đồ như vậy, đã không muốn quẩy đòi ra ngoài, tự lập, giờ cũng không đến công ty làm việc. Tôi ăn đi, nói nhiều quá. Lo lắng gì? Không có gì hết á. Nhưng mà tôi thấy hình như chị hơi khó chịu không? Chị đừng có làm tôi lo nha. Anh làm như tôi là con nít vậy á. Không phải, nhưng mà mình bực bội quá đó, nó không có tốt cho sức khỏe. Hay là tôi với chị đi dạo vòng cho nó thư thái nha. Đi đi. Kiều ơi. Anh ơi. Em sao vậy? Đau. Em đưa vô bệnh viện nha. Sao em gọi điện cho anh mà anh không bắt máy vậy? Tôi rất là bận. Bận? Hay là do công ty của chúng ta đã ký kết được hợp đồng lớn đó rồi, cho nên không muốn gặp em nữa hả? Tùy cô, muốn nghỉ sao nghỉ. Sao lúc nào cũng lạnh lùng với người ta hết vậy? Anh không nhớ, mẹ anh đã nói rằng á, em với anh phải thường xuyên gặp nhau mới gắn kết được tình cảm chứ. Nè, cô phải nên nhớ, giữa tôi và cô chỉ là đối tác, cho nên phải biết giữ khoảng cách. Chuyện tình cảm không nên áp đặt. Nhưng em thích anh thì sao? Anh Khôi.
ông đàn an nghỉ hôm mà suốt ngày đàn ràng với người ta. Làm bầm cái gì vậy? Ngân chứ đừng kêu tên con nó được không? Nghe chú giải thích nè, chuyện không có như con nghĩ đâu. Suốt ngày ràng mà không như con nghĩ. Mà chú không còn giải thích với con đâu. Con nói vậy là con nghĩ chú thích cô Trinh hả? Cô Trinh chỉ là bạn làm ăn, là đối tác bình thường thôi. Là bạn làm ăn, là đối tác bình thường, mà lúc nào gặp nhau cũng ôm ấp, hung hít nhau. Đối tác bình thường mà vậy á hả? Toàn bộ là do Trinh chủ động. Chú cũng nói thẳng với Trinh là chú không có thích Trinh. Cô Trinh chủ động mà chú thích quá trời thích luôn. Con ghen hả? Tại sao con phải ghen chứ? Con có lợi gì của chú đâu. Là cô gái của chú. Thôi, tụi bay làm cái gì vậy? Tôi đã nói tôi bao nhiêu lần rồi, không được đeo bám thằng con trai của tôi. Tránh xa thằng con trai của tôi ra. Mà cô càng ngày càng bám riết lấy nó. Cô là loại người gì hả? Đồ thứ con gái hư hỏng. Cảnh cáo lần này lần cuối cùng, nếu mà cô cứ tiếp tục đeo bám thằng con trai của tôi thì người gánh chịu hậu quả không phải là cô đâu, mà là mẹ của cô đó. Muốn mẹ của cô sống yên ổn trong căn nhà này hay không là do cô đó. Còn cô nữa, dạy con cái kiểu gì vậy? Tôi biểu cô dạy nó đời xa thằng con trai của tôi ra. Cô chẳng những cô không làm mà dạy cho nó làm những điều quá đáng. Con làm sai cái gì thì con chịu. Nội đừng có la mắng đây nghiến mẹ con nữa được không? Mẹ của cô là con dâu của tôi. Tôi có quyền dạy bảo đó. Hai mẹ con của cô á, liệu mà cư xử. Đừng để cho bà già này mang tiếng đấy. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tại sao vậy Ngân? Tại sao con không nghe lời mẹ? Tại sao vậy? Mẹ không muốn con giống như mẹ. Tột cùng của hạnh phúc thì cũng nhận tột cùng của nỗi đau. Con hiểu không? Con hứa với mẹ, lần cuối con sẽ không có làm cho mẹ buồn, không có làm cho mẹ khóc nữa đâu. Mẹ tin con nha. Con muốn lúc nào mẹ cũng khỏe mạnh, cũng vui vẻ. Để mẹ sinh em ra cho con á, nó thiệt là dễ thương, mà mặt nó cũng rạng rỡ giống như con vậy nè. Em con mất rồi. Hãy
là sai sao? Tụi em đâu có cùng huyết thống. Đồng ý em và Ngân không cùng huyết thống, nhưng hãy nghĩ đến cảm xúc của mẹ. Mẹ là người rất cực đoan, mẹ không chấp nhận mối quan hệ này. Em càng tiếp tục càng làm cho Ngân đau khổ mà thôi. Vậy thì để em thuyết phục mẹ. Anh không ngăn cấm em thuyết phục mẹ, nhưng anh xin em hãy nghĩ tới vợ chồng anh. Vợ chồng anh chờ đợi biết bao lâu mới có được hạnh phúc. Em muốn vợ chồng anh tiếp tục dằn vặt vì chuyện của em hay sao? Vậy thì chỉ cần tụi em ra khỏi căn nhà này là được đúng không? Nhưng đơn giản như vậy, người ra đi chính là vợ chồng anh. Tại sao mọi người có được hạnh phúc, em và Ngân thì không? Vợ chồng anh không hoàn toàn hạnh phúc giống như em nghĩ đâu. Anh nói vậy là sao? Vợ anh lại mất con nữa rồi. Anh mong em hãy suy nghĩ kỹ những lời anh nói. Anh không muốn gia đình mình tiếp tục xào xáo và chuyện vợ anh sảy thai. Anh tính không nói cho mẹ biết. Vậy giờ tính sao? Anh không biết giải quyết như thế nào nữa. Nhưng mà nhìn vợ anh ốm yếu, anh đau lòng. Thôi, khách hàng muốn biết nhà máy hải sản Phước Hải vận hành như thế nào. Anh nghĩ đây là lúc thích hợp để em đi xuống đó rồi đó. Nghe lời anh nha. Đúng là có những cái chuyện suy nghĩ hoài không ra nha. Ông bà mình có câu cũng hay lắm, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, rất là chính xác. Sao cứ kỳ đà cản mũi tôi hoài vậy? Bây giờ tôi thấy tôi lo lắm đó nha. Lo gì? Tôi bây giờ tôi phải đi làm để dành dụm tiền bạc đi trị bệnh cho Nhường mới được. Tôi không có bệnh hoạn gì vậy nha. Sao có bệnh hoạn tôi để ý hả? Cứ đứng một mình lèm bèm hoài, không có ai bên cạnh hết. Trời ơi là trời, sao dạo này mắc cái tính lèm bèm vậy? Tại vì tôi suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Chứ ông thấy cái nhà này ngộ không? Ủa cái nhà này ngộ nhất, tôi thấy ngộ nhất là Nhừ thôi, tôi không thấy gì ngộ. Không, rất là ngộ. Ngộ gì? Cậu Khôi, à, cô Ngân là một cặp y như với tôi với ông nói luôn đó. Tôi vẫn chưa thấy ngộ luôn á, thiệt á. Sao ông không có động não, ông không có thông minh chút nào hết vậy ta? Bây giờ cô Ngân á, trước kia là kêu bà bằng bà nội, mà giờ lấy cậu Khôi rồi, giờ phải xuống kêu bằng má. Ngộ không? Đó là cái ngộ thứ nhất. Ủa là chuyện hôm bữa mình bán hả? Ừ. Cái ngộ thứ hai nè, giờ mở kiều á là mẹ của cô Ngân. Ừ. Giờ nếu mà lấy cậu Khôi vậy thì giờ gọi là chị em. Thôi bây giờ tôi nói cho Nhường. Rối không? Tôi nói cho Nhường nghe nè, cái chuyện đó mình đã nói rồi. Và tôi nói cho Nhường nghe, cái gia đình này để cho đừng có bị nhức đầu nổ não thì khi cưới nhau làm ơn mỗi người ở xa luôn đi. Khỏi họp gia đình là đỡ nhức đầu. Không mà tôi thấy ngộ thiệt, bởi vì tôi cứ thắc mắc hoài, xưng hô khó quá. Khó gì mà cái chuyện đó, trời ơi, sao ngộ. Cái ngộ là Nhường, bây giờ chủ cả là người ta có cái thân phận người ta có gì đó là kệ người ta, mình là phận người làm cái ở. Thì tôi có nói gì đâu. Cái người mà Như quan tâm nhất là tôi. Bởi vì sao tôi sẽ cưới Như? Chúng ta sẽ có ngôi nhà và những đứa trẻ. Những đứa trẻ lớn lên, tôi cũng phải là người lo cho nó. Rồi sau này Như già, Như yếu, Như bệnh, Như tật, Như ra đi sớm, tôi cũng là người lo mộ. Tôi quất một phát cái chết liền nha. Đứng ở đây mà trù quẹo tôi á, già, bệnh, tật, ra đi sớm. Tôi không có muốn tới cái ngày đó, nghe chưa? Ông có cái gì mà tôi để ý ông? Bây giờ so ông với cậu Kiên nè, đẹp trai cũng không, giỏi cũng không, ga lăng lãng mạn chiều vợ cũng không, sao này, để ý? Cái đẹp trai là phạm trù của mọi người. Đối với tôi đẹp hơn cậu kia, nha. Còn cái giỏi chẳng qua là tôi chưa bộc phát ra cái giỏi của tôi. Nhưng có một cái tôi hơn cậu. Cái gì? Đó là tình yêu. Tình yêu tôi dành cho Nhừ rất là nồng cháy.
mà tôi không có đón nhận. Tại sao không đón nhận nó hả? Như này nói cho Như nghe, chưa chắc Như thử làm vợ tôi một ngày đi, tôi đổi lên đầu luôn nha. Cậu Kiên chưa chắc yêu vợ bằng tôi đâu. Chắc tôi làm vợ đổi tôi lên đầu không? Chắc cứu chứ, đưa lên đầu luôn. Chắc phải không? Chắc luôn. Vậy chờ đi. Ừ? Kiếp sau. Nghệ khó cua thiệt chứ. Đứng đó lèm bèm vậy, bưng xô nước đi giùm tôi. Không thương không yêu mà sai quá sai luôn á thiệt á. Cậu để tôi nấu cho. Thôi tôi muốn tự tay nấu cho vợ tôi ăn. Không có được đâu, cậu xuống bếp gì hoài là bà la tôi đó. Xong rồi. Để đây tôi bưng ra cho. Được được rồi, chị tắt bếp giùm tôi nha. Dạ. Trời, người gì mà giỏi dễ sợ luôn. Được ông chồng vậy thấy hạnh phúc biết chừng nào trời. Sao làm gì đứng lèm bèm mình vậy? Hả? Thấy hả? Thấy gì? Cậu Kiên á. Ừ, mới thấy đi ngang qua nè. Cậu giỏi quá trời quả đất luôn, phải công nhận. Mở lấy được cậu có phước ba đời, hạnh phúc biết chừng nào. Tôi ao ước tôi lấy được người đàn ông mà chỉ cần phân nửa vậy thôi tôi cũng hạnh phúc cả đời. Ao ước chi cực vậy? Trời ơi, làm gì cần mấy phân nửa cậu Kiên. Như đúc. Cái gì? Ê, như đúc luôn. Tôi nè. Cái gì? Tôi nè. Sao ông tỉnh mộng chưa? Vụ gì? Ông nằm mơ hoài vậy? Ủa thì ba cái chuyện nhỏ đó tôi làm được mà Như. Thôi bỏ đi, đừng có nói làm được ha. Ông không bằng cái móng tay của cậu nữa. Nhớ bữa ở ngoài sân không? Đứng sầu quần xong là bị cháy đó. Ôi, nhớ không? Chuyện cũ nhắc tao mắc cỡ. Phải nhắc chứ. Nhắc kỳ gì, nhắc chi mấy chị. Được vậy mà đi so sánh với cậu ở đâu ra vậy? Không mà cậu giỏi thiệt chứ. Ra ngoài đường đường là một ông chủ, mà về nhà là bước vô trong bếp, chính tay mình nấu bưng cho vợ mình ăn. Trời ơi, còn gì ta. Tôi đường đường cũng lái xe, tôi cũng phụ được mà. Đừng so sánh nữa, bỏ qua đi. Bây giờ nè, phụ tôi dọn đồ ăn ra. Đây. Thật. Tụi nó định lừa dối mình nè. Giấu mình chuyện Kiều sảy thai. Để coi tiếp theo tụi nó sẽ làm gì. Ủa, vợ con đâu sao không xuống ăn? Bác sĩ nói là vợ con bị động thai, còn phải nghỉ ngơi. Cho nên con nấu đồ ăn đem lên cho vợ con ăn rồi. Vẫn còn muốn giấu mình à? Để xem giấu đến khi nào. Động thai? Dạ. Nếu như vậy thì vợ con cần phải nghỉ ngơi với lại tẩm bổ nhiều. Như à? Dạ. Nấu mấy món tẩm bổ cho mẹ hai nghe chưa? Dạ. Dạ mẹ. Để tự con lo cho vợ được rồi, không phiền tới chị Như đâu mẹ. Đâu có được, con còn việc ở công ty mà. Chuyện vợ con á, để Như nó lo. Dạ, con cảm ơn mẹ. Sao bữa nay em thấy Ngân Ngân đi làm ha? Dạo này á, thấy Ngân sao sao á nha. Lúc nào á, nhìn nó cũng ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì á. Ai mà biết được là người ta có chuyện gì hay không? Ủa Đông? Hả? Thấy bình thường á, Đông với Ngân á, thân nhau lắm mà. Đông có biết á, tại sao là hôm nay Ngân không đi làm không? Ai biết đâu, sao tự nhiên bà hỏi tôi? Thì tại thấy hai người thân nhau, tôi nghĩ là ông sẽ biết. Trời ơi, cái đó cũng chỉ là trong tưởng tượng của Đông Đông nhà mình thôi. Chứ bà để ý đi, Ngân Ngân có để ý chút xíu nào về Đông Đông không? Không hề. Không để ý đi, tại vì không phải là gu thôi. Ừ.
Giá trị hợp đồng với IB rất là lớn. Họ muốn trực tiếp xem quy trình sấy hải sản tại Phước Hải, cho nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Chính xác. Cho nên kỳ này cậu Khôi phải đi. Chuyến đi lần này không thể nào vắng mặt cậu được đâu. Cậu là giám đốc kỹ thuật mà cậu Khôi. Còn về phía bên tôi thì có Trinh rồi. Tất cả các quy trình tôi đã trình bày và gửi bản báo cáo về công ty Thuận Phát rồi. Tôi nghĩ đợt này tôi không cần thiết phải đi. Anh hai của tôi đi đại diện là được. Không được. Chỉ mình em là hiểu rõ chuyên môn về kỹ thuật. Mình phải dự phòng những câu hỏi mà mình đỡ không được. Dạ. Cho nên nếu mà cậu không đi là không được đâu. Thôi vậy nha. Mình quyết định để giám đốc Khôi và cô Trinh đi đàm phán lần này. Ừ. Anh Khôi, mong anh giúp đỡ em nha. Chú kêu con ra đây làm cái gì vậy? Ăn món con thích. Hôm nay con không có muốn ăn. Chứ không phải con nói với chú, chỉ cần ăn ngon là tâm hồn con vui vẻ sao? Thì đúng mà, đồ ăn ngon sẽ làm cho con người ta vui vẻ hơn. Tính ra là làm con vui cũng không khó lắm. Chắc gì ăn xong con sẽ vui. Chú sẽ buồn hết phần cho con. Ừ. Cảm ơn. Ăn hết nhiêu đây, hết eo thì có. Tại vì con sẽ mập lên. Mập thì đáng yêu thôi, đâu có sao. Từ khi nào chú biết cách ăn của người khác vậy? Từ khi gặp con. Chú có thấy là mình ích kỷ quá không? Con đừng có nghĩ nhiều. Cũng đừng có tự đau khổ dằn vặt bản thân mình. Không giải quyết được gì hết. Sao mà không nghĩ nhiều được chú? Tại vì người mà con đang làm đau khổ là mẹ của con mà. Thôi ăn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tin chú nha. Sao rồi? Thấy đỡ chưa? Em thấy đỡ nhiều chưa? Em đỡ nhiều rồi anh. Em đừng buồn nữa. Nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm. Rồi mình cũng sẽ có cơ hội có con lại. Vô đi. Dạ cậu mợ, bà kêu tôi nấu cháo đem lên cho mợ ăn. Sao không để tôi tự tay nấu cho vợ tôi ăn? Dạ không được. Tại vì bà có mời bác sĩ dinh dưỡng về, đưa ra một cái thực đơn nấu những cái món gì mà tốt cho thai nhi và tốt cho sức khỏe của mợ. Tôi biết rồi. Vậy xuống đi. Để tự tôi đút cho vợ tôi ăn được rồi. Thì đâu có được. Bà dặn tôi là phải đứng ở đây nhìn mợ ăn hết tô cháo tôi mới được xuống. Còn nếu mà ăn không hết á thì tôi xuống dưới tôi nấu món khác đem lên cho mợ ăn cho tốt sức khỏe của mợ. Tôi nói tôi lo cho vợ tôi được mà. Chị xuống đi. Sao? Có chuyện gì con không hài lòng hả? Thưa mẹ. Dạ không có mẹ. Mẹ kêu Nhừ nấu cháo dưỡng thai cho vợ con ăn. Kiều à, sáng dạ. Ăn đi con. Dạ con cảm ơn mẹ,
Nhưng mà con tự lo cho vợ con được mà. Sao được? Con là đàn ông mà, làm sao có kinh nghiệm bằng phụ nữ. Mẹ cũng chỉ muốn cho dâu của mẹ với lại cháu nội của mẹ tốt thôi mà con. Dạ à, mẹ ơi à, con cảm ơn mẹ. Hay là bây giờ con đưa mẹ xuống dưới ăn cơm để vợ con nghỉ ngơi một chút. Khi nào vợ con khỏe sẽ xuống dưới ăn sao? Không được, cháo dưỡng thai mới vừa nấu xong á, ăn liền thì mới có công dụng. Giả lại mẹ muốn coi Kiều nó ăn nó có ngon miệng hay không. Nếu mà không ngon miệng á, thì mẹ mới biết đường mà đổi món khác cho nó chứ con. Ủa sao vậy Kiều? Mẹ thấy là hình như con hơi bị mệt đó phải không? Con thấy sức khỏe là sao? Chắc có lẽ là mẹ phải nhờ bác sĩ sản khoa giỏi nhất đến khám bệnh cho con quá. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho dâu của mẹ. Mẹ muốn cho nó có tinh thần thoải mái thì cháu nội của mẹ mới khỏe được. Dạ à, mẹ ơi, con tự đưa vợ con đi khám được mà mẹ. Con coi thường thành ý của mẹ quá. Mẹ chỉ muốn cho dâu của mẹ nó có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Thì người mẹ có tinh thần thoải mái thì cháu nội của mẹ cũng mới khỏe mạnh được, hiểu không? Dạ, con hiểu. Ăn cho hết cháo đi nha con. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Anh hai. Có chuyện gì? Cái dự án Phước Hải em xin phép không đi với cô Trinh. Tại sao em không muốn đi? Em đã làm bản giải trình và những câu hỏi mà khách hàng có thể hỏi về công nghệ sấy cá trong nhà ở Phước Hải. Anh có thể cử người khác đi giùm em. Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Thật ra là em lo cho Ngân. Nếu như Ngân biết chị hai bị sảy thai, cô ấy suy nghĩ tiêu cực lại không hay. Em lo cho Ngân thôi sao? Còn công việc, từ khi nào em trở thành người vô trách nhiệm vậy Khôi? Nếu như em đi Phước Hải, anh hãy để Ngân đi cùng em. Nhà đã đủ rối rồi, anh không đồng ý đâu. Anh không đồng ý thì em cũng đành chịu. Khôi nè, anh định giấu mẹ chuyện chị dâu em bị sảy thai, nhưng mẹ cứ nhắc tới chuyện dưỡng thai còn đòi đưa bác sĩ tốt tới khám bệnh nữa. Anh không nghĩ tới nếu mẹ biết chị dâu bị sảy thai thì mẹ sẽ phản ứng như thế nào nữa. Vì vậy anh mong em hãy nghĩ đến cảm giác của anh và chị, hãy nghĩ đến Ngân, dừng ngay những việc khiến mẹ không hài lòng đi. Mẹ ơi, mẹ uống sữa nha. Mẹ cảm ơn con. Hôm nay mẹ thấy trong người đỡ mệt hơn chưa mẹ? Mẹ cũng khỏe hơn nhiều rồi. Con đừng có lo. Ngân nè. Dạ. Có chuyện này con giúp mẹ được không? Mẹ cứ nói đi, mẹ muốn là con sẽ làm mà. Con quên chú Khôi có được không Ngân?
Mẹ biết mình thật là tệ khi muốn con làm điều đó. Mẹ đã quá mệt mỏi khi nghe những lời bà nội nói. Nhưng điều quan trọng là nhìn con đau khổ, mẹ không chịu nổi. Con xin lỗi mẹ. Con lớn từng tuổi này rồi mà còn để mẹ phải lo lắng về con. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con biết á là mình phải làm gì mà. Tình cảm vừa mới chớm, dứt ra thì cũng sẽ bớt đau khổ hơn. Mẹ biết mình không nên bắt con phải hy sinh cho mẹ hết điều này đến điều nọ, nhưng thật sự mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi. Con có hiểu ý mẹ không Ngân? Mẹ là người con yêu quý nhất trên cuộc đời này, nên mẹ đừng có nói như vậy. Chưa bao giờ con thấy mình sáng suốt như lúc này. Con biết mình phải làm cái gì để cho con được hạnh phúc và mẹ được yên lòng. Hôm nay là một ngày điên rồ của con hả? Có thể la hét thoải mái mà không ai làm phiền thì phải thích chứ chú. Đói chưa? Đi ăn thôi. Con còn muốn đi dạo chút nữa. Ruột gan của con đang phải sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Mà nghe nói chú sắp đi Phước Hải hả? Nhưng mà chú không muốn đi. Sao vậy? Vì chú lo cho con. Chú có tiến bộ ghê ha. Biết quan tâm tới người khác nữa. Quan trọng là người ta có muốn nhận hay không thôi. Chú Khôi kiêu ngạo mà lần đầu tiên con gặp đây á hả? Vậy con thích người nào? Con thích chú. Con hối tiếc hay không? Không. Vậy thì hãy hứa với chú một điều. Điều gì? Phải mạnh mẽ như lúc này và cùng với chú vượt qua mọi việc. Con sẽ hứa với chú, nhưng mà chú cũng phải hứa với con một điều nha. Tập trung vào công việc. Tại vì khi chú làm việc, chú ngầu lắm. Chỉ vậy thôi sao? Với lại á, không được vô tình gây thương nhớ cho người khác nữa. Chú hứa, được chưa? Chưa.
Thằng Khôi đi công tác rồi hả con? Dạ, đi hồi sáng rồi mẹ. Ừ, tốt. Như vậy là nó vẫn còn biết lo công việc. À, kêu nè. Dạ. Mẹ có kêu bác sĩ tới một lát khám thai cho con đó. Dạ. À, mẹ ơi, không phiền bác sĩ tới khám đâu. Con đưa vợ con đi được mà. Sao được? Mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con dâu của mẹ. Mẹ chỉ muốn lo lắng chăm sóc cho cháu nội của mẹ thôi mà. Không lẽ những chuyện đó mà con cũng ngăn cản mẹ nữa hả? Dạ, mẹ ơi, có chuyện này con muốn thưa với mẹ. Nhưng con mong mẹ hãy bình tĩnh. Chuyện gì? Chuyện gì mà con cứ đào trước đón sau vậy? Dạ, vợ con sảy thai rồi mẹ. Sảy thai? Con vẫn chơi với mẹ đó hả? Dạ không, con nói thật. Con không dám nói cho mẹ biết, tại con sợ mẹ buồn. Sợ mẹ buồn rồi giấu mẹ, không dám nói cho mẹ biết. Nhưng mà trước sau gì mẹ cũng phải biết. Giấu đến bao giờ? Cái chuyện này là ý định của vợ con đó phải không? Dạ không, đây là chủ ý của con chứ không phải của vợ con đâu mẹ. Chủ ý của con hả? Dạ. Nếu ngày hôm nay mẹ không kêu bác sĩ tới khám thai vợ con thì mấy đứa định giấu mẹ tới bao giờ hả? Đi trong cái căn nhà này coi mẹ như là có buồn nhìn đó hả? Dạ con xin lỗi mẹ. Tác thành công, vui vẻ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con chào chú. Anh Khôi, hay là bây giờ mình đi dạo biển rồi ăn mừng đi. Cô đi một mình đi. Xong tất cả mọi việc rồi, tôi muốn về Sài Gòn. Anh này, đi dạo biển mà đi một mình có vui đâu. Đi với em đi, ha. Tùy cô. Anh Khôi, dạ thưa nội. Vô đi. Dạ nội gọi con. Đừng gọi tôi bằng nội nữa. Tại sao cô còn trơ tráo ở đây? Bộ nội tưởng là con thích sống ở trong căn nhà này lắm hả? Nhà của nội tuy là rộng rãi thiệt, nhưng mà sống ở trong đây con thấy mọi thứ nó ngột ngạt lắm. Ngột ngạt thì phải đi từ lâu chứ, đợi đuổi à? Con cũng không có muốn ở lại đây để bị nội chì chiết mỗi ngày. Con chỉ muốn ở lại để chăm sóc cho mẹ. Đến khi nào mẹ con khỏe, bớt sốc rồi con sẽ đi.
Nếu cô là đứa con có hiếu thì ngay từ đầu cô không có hành xử như vậy. Mẹ của cô sảy thai là vì cô đó. Cô là tất cả các nguồn cơn làm cho mẹ cô buồn đến mức độ phải sảy thai. Dựa vô đâu mà nội nói con là người làm mẹ con sảy thai? Bác sĩ đã nói với nội những lời như vậy sao? Dám hỗn sự với tôi hả? Ai dạy con cách tớ cả theo vậy? Dạ thưa mẹ, chuyện con sảy thai không có liên quan đến bé Ngân hết. Mẹ đừng nói quan cho bé Ngân tội nghiệp. Sao? Bây giờ hai người bày mưu tính kế đối phó tôi đó hả? Dạ, con không dám đâu mẹ. Cô mà không dám thì ai dám chứ? Lo mà dạy lại con gái của cô đi. Ăn nói trả treo người lớn tuổi, không ra cái gì hết. Đi ra ngoài hết đi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Cũng tại vì con mà lúc nào bà nội cũng la mắng mẹ, làm cho mẹ phải khổ sở. Đáng ra ngay từ đầu con không nên đến đây để xin sống. Con đừng có nghĩ như vậy. Con không có lỗi gì hết. Lỗi là do mẹ. Mẹ đã không lo cho con được một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Cô ơi, hay là cô lấy cái vòng ốc này đi. Nó đẹp lắm đó cô. Ừ, đẹp quá à. Cô thích cái này lắm nè. Đẹp không, đẹp không? Dạ đẹp, nhìn cô chú đẹp đôi ghê. Con hy vọng vòng ốc này sẽ giúp chú giữ được cô suốt đời luôn.
Ngân. Tại sao con lại bỏ đi? Con đã hứa với chú thì sao? Sẽ cùng nhau vượt qua mà. Con thấy mình ích kỷ quá. Cứ theo đuổi điều mình mong muốn, mà điều ấy lại khiến mọi người không vui. Con làm vậy con có vui không? Chuyện đó không quan trọng. Nếu con thấy vui mà bà nội không vui, mẹ cũng không vui, vậy thì con thấy vui để làm cái gì hả chú? Vậy còn chú thì sao? Con có nghĩ với chú hay không? Vì niềm vui của mình mà làm điều đó trở thành nỗi đau của kẻ khác, như vậy thì làm sao được hả chú? Còn chú nữa, chú có nhiều chuyện phải làm lắm. Từ chuyện công ty, chuyện gia đình, chú nên tìm một người phù hợp với chú và thuận theo ý nội để... Chú đã đi khắp nơi và bây giờ chú đã tìm được con. Vậy với chú nha. Con không về sao? Con nghĩ con làm vậy là sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện sao? Rồi mẹ con sống có hạnh phúc hay không? Chị Hai đã lỡ trót mất hai đứa bé, bây giờ con muốn mất luôn con à? Từ xưa tới giờ chưa bao giờ hai mẹ con phải sống xa nhau. Bây giờ con bỏ đi đột ngột, chị Hai rất là buồn và nhớ con. Em không biết phải làm sao, làm sao để khiến cho nội vui lòng và khiến cho mẹ con không buồn hả chú? Con yên tâm, chú đã có cách. Tin chú lần này đi. Ngân ơi, mẹ xin lỗi. Vì mẹ mà con phải hy sinh quá nhiều. Mẹ không biết để con ra đi là quyết định đúng hay sai nữa. Nhưng thực sự mẹ không muốn phải xa con ngày nào hết. Lại nhớ bé Ngân nữa hả? Em biết là con sẽ ổn, nhưng mà em chưa quen với cái cảm giác mà con sống xa em. Rồi mai mốt bé Ngân lấy chồng, chẳng lẽ em đi theo bé Ngân luôn hay sao? Em quên là lúc nào bên cạnh em cũng có một người chồng yêu em bền vững hay sao? Anh biết nịnh vợ từ lúc nào vậy? Nịnh vợ mà vợ vui ấy, thì anh nịnh hoài luôn. Nè, anh còn biết đọc thơ nữa. Anh làm thơ hả? Để anh đọc nha. À, anh yêu em như ông địa yêu chuối, như muối yêu đường, như bột ngọt yêu maizena. Anh làm thơ gì kỳ vậy?
Cái gì mà muối yêu đường, bột ngọt yêu mayonnaise là sao? Ủa kỳ hả? Sao sao anh Ninh chỉ anh nói là đọc vậy sẽ vui? Cười này kìa. Anh muốn em lúc nào cũng cười như vậy hoài luôn á. Hai người đứng tuổi rồi mà đứng ôm ấp kiểu này đó, kẻ ăn người ở họ thấy được, họ cười chê cho. Dạ. Ngân, Khôi, chuyện này là sao? Còn Ngân nữa, chẳng phải cô đã tự ý ra khỏi nhà rồi mà. Chính con là người đưa Ngân về. Con muốn thông báo cho mọi người biết là con thích Ngân. Cho dù thế nào đi nữa, con cũng không rời xa Ngân. Khôi, con có biết con đang nói cái gì không? Chú cháu thì làm sao mà yêu nhau được chứ? Tại sao không? Giữa con và Ngân có đâu có quan hệ huyết thống đâu. Nhưng mà người ngoài người ta sẽ nói gia quy nhà này không ra cái gì hết. Mẹ à, thể diện của mẹ còn hơn hạnh phúc của con hay sao? Lời người ngoài nói quan trọng hơn là những gì con muốn hay sao? Mẹ không cần biết, mẹ nói rồi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, mẹ không bao giờ chấp nhận cái chuyện này. Nếu như mẹ đã nói như vậy thì tụi con sẽ dọn ra ngoài ở. Khôi, con nói cái gì vậy? Con uy hiếp mẹ đó hả? Dạ con không dám. Nhưng mà nếu như mẹ ép quá thì con sẽ làm. Con dám làm. Con. Mẹ ơi. Đưa mẹ ơi, phòng nghỉ. Mẹ sao vậy? Vậy là sao hả con? Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Con bây giờ mẹ phải làm sao đây? Mẹ uống miếng nước trà cho tỉnh táo đi mẹ. Để đó đi, mẹ không cần. Khôi à, con thật là hồ đồ. Mẹ thật là xấu hổ với ba con, với dòng họ nhà này, khi không dạy dỗ được con. Dạ mẹ ơi, Khôi có sai, nhưng mà không có tác tệ giống như mẹ nghĩ đâu. Ủa, nói như con á, là mẹ làm quá là mọi chuyện đó hả? Mẹ không bao giờ chấp nhận những chuyện mà trái với luân thường đạo lý tồn tại trong căn nhà này, hiểu chưa? Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng mà từ trước tới giờ mẹ có nghĩ với tụi con hay không? Hay mẹ thấy gia phong đạo lý của mẹ là đúng nhất? Khôi à, em sai rồi, đừng có nói nữa. Dạ, con xin phép. Mẹ muốn đi nghỉ, con ra ngoài đi. Nếu từ đầu mình cương quyết để con Ngân ở ngoài thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ không thể cản thằng Khôi, những điều mình lo lắng giờ đã xảy ra hết rồi.
Bà nội sao rồi chú? Bà nội đã tỉnh rồi, nhưng còn rất mệt. Hay là con lên thăm nội nha. Con nghĩ là nội muốn điều đó hay sao? Chắc chắn là nội không muốn rồi. Nhưng mà con không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Con tệ thiệt á, hành xử hồ đồ quá, làm liên lụy bao nhiêu người. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nếu như con muốn mọi người chấp nhận thì chính bản thân con phải chấp nhận và chiến đấu để bảo vệ tình cảm này. Trừ khi con không có tình cảm với chú. Hãy tin chú, ở lại đây và đừng bao giờ có suy nghĩ phải đi. Mẹ khỏe chưa mà mẹ xuống đây? Nhà của tôi, tôi muốn đi đâu tôi làm gì thì tùy tôi, chân cẳng tôi còn đi lại được mà. Dạ, con mời mẹ uống trà hoa cúc. Chuyện này bình thường, con Như nó làm cũng được. Dạ, tại con thấy mẹ không được khỏe, cho nên con muốn tự tay pha cho mẹ. Cảm ơn, tôi không có phước phần đó. Con dâu pha trà cho mẹ chồng là chuyện bình thường thôi mà mẹ. Ủa, cô cũng biết cô là con dâu gia đình này hả? Vậy phận làm dâu, cô coi lại cô có xứng đáng hay là chưa? Dạ thưa mẹ, con có làm gì sai, xin mẹ cứ dạy, con sẽ sửa đổi à. Điều thứ nhất, cái chuyện sảy thai là cái chuyện quan trọng, mà vợ chồng cô giấu và gạt tôi, như vậy là đúng hay là sai? Dạ thưa mẹ, chuyện đó là vợ chồng con sai, nhưng thật sự đó cũng là ngoài ý muốn, con mong mẹ bỏ qua. Điều thứ hai, tôi đã căn dặn nhắc nhở cô biết bao nhiêu lần là dạy dỗ con gái của cô chẳng những không dạy nó, còn dung túng cho nó làm những chuyện bại hoại gia phong gia đình nhà này. Điều đó là đúng hay là sai? Dạ thưa mẹ, chuyện tình cảm của hai người con cũng đã can ngăn, con cũng đã nhắc nhở bé Ngân nhiều lần. Trong chuyện này Ngân không đúng, nhưng chú Khôi cũng sai. Con rất hiểu nỗi lòng của mẹ, nhưng thật sự con không biết phải làm sao. Không biết phải làm sao? Rồi để cho em chồng với lại con riêng yêu nhau vậy đó hả? Con mời mẹ uống trà. Không uống. Dạ, con xin phép. Ủa, con tưởng chú đi làm rồi chứ. Chú đợi con đó. Con tự đi được mà. Chú đợi con, nội không thích đâu. Trong nhà này ai mà không biết chuyện giữa chú và con? Có gì đâu mà ngại. Nhưng con không muốn mọi người nghĩ con là người không hiểu chuyện. Sáng nay có cuộc họp với đối tác, thư ký không muốn đi cùng giám đốc hay sao? À ha, con quên nữa. Đi. Khôi. Vậy tôi mạng đi làm. Khôi, đứng lại. Hai đứa làm cái trò gì trong nhà tôi vậy? Hả? Thì con nói rồi, tụi con đi làm,
dù tôi có chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận cái mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này. Con cũng bảo vệ tình cảm này. Con chọc tức mẹ đó hả Khôi? Con đã nói rồi, tụi con không làm gì sai trái hết. Đạo lý không chấp nhận chuyện chú yêu cháu, nhưng giữa con và Ngân không có quan hệ huyết thống. Chỉ có mẹ, mẹ có thành kiến và không chấp nhận mà thôi. Mẹ cũng thấy rồi đó, trong căn nhà này mọi thứ mẹ đều quyết định hết. Rồi bắt tụi con làm theo, nhưng đâu phải chuyện nào mẹ cũng đúng, đâu phải chuyện gì tụi con cũng sai. Con vì một đứa con gái này mà nói giọng vô lễ với mẹ vậy đó hả? Con chỉ nói sự thật mà thôi. Trên đời này không có người mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc. Tại sao con tìm được hạnh phúc của mình, mẹ một mực ngăn cản quyết liệt. Đôi khi con có cảm giác con không phải là con ruột của mẹ. Khôi, xin phép mẹ con đi làm. Còn với cái nó chọc cho tôi chết thì sao nữa mà. Từ lúc gặp đối tác tới giờ, tại sao con cứ hầm hầm không nói câu nào hết? Chú biết rồi mà còn hỏi con nữa hả? Lúc sáng á, thái độ của chú với nội là quá đáng lắm. Con cũng biết bà nội mà, luôn làm theo ý nội. Nếu như chú không lên tiếng, mọi việc lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà càng làm vậy càng khiến cho mọi người mệt mỏi hơn. Theo bà chú đã nói, không có gì là không thử thách và không có gì là không trả giá hết. Con đã hứa với chú sao cùng nhau chiến đấu bảo vệ tình cảm này mà. Bà Thu! Cái gì? Bà tát tôi một cái coi tôi đang tỉnh hay đang mơ vậy bà Thu? Ông khùng quá, tát cái gì trời? Đau! Ủa thì ông kêu tôi tát cho đã rồi giờ ông mới đau. Đau, đau! Tôi tát phải đau chứ. Mà đau ở đây nhiều hơn nè. Gì vậy trời? Có gì đâu mà đau dữ vậy? Vậy là Ngân bỏ tôi thiệt hả bà Thu? Khoan nha, cái vấn đề nằm ở chỗ là Ngân với ông đã có cái gì đâu mà bỏ. Có chứ, tôi yêu Ngân mà. Tôi đau ở đây nè. Làm thấy ghê quá. Nhưng mà hai người đó rõ ràng là chú cháu mà sao vậy được? Ủa thì cũng rõ ràng là hai người đó chỉ là chú cháu, nhưng mà đâu có quan hệ máu mủ ruột rà gì đâu, đúng không? Trời ơi, buồn ngày khi nào dơ vậy Thu. Ông yên tâm đi, tôi nói ông nghe nè, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, hiểu không? Bây giờ nè, tối nay cùng lắm tôi đi ăn với ông một bữa ha. Ăn xong là vơi hết tất cả mọi nỗi buồn. Yên tâm, ông yên tâm đi, đồ ăn không bao giờ phản bội, không bao giờ nói dối ông đâu, hiểu không? Thôi đi, tình yêu của người ta đẹp đẽ linh thiêng, còn bà dí vô đồ chiên đồ xào vậy, bà biết tôi đau lòng lắm không? Đau lòng á, đau cái gì thì ăn cái đó. Tối nay đau lòng đúng không? Tối nay tôi dẫn ông đi ăn lòng gà xào mướp hết đau. Nhưng mà tôi đau tim. Đau tim á? Đau tim thì ăn cực heo cháy tỏi. Gì tào lao vậy bà? Tại tôi không thích ăn tim, hiểu không? Tim khó ăn lắm, cứng lắm. Mà thôi mệt quá, nói chung là tôi nói ông nghe nè, cái chuyện của ông và nhỏ Ngân không có liên quan gì tới tôi. Mà ông làm gì ông ngộn than với tôi hoài vậy? Là cái thứ nhất, cái thứ hai, ông nhỏ Ngân cũng chưa có một cái mối quan hệ nào hết trơn rõ ràng. Có gì đâu mà có buồn hoài. Nè, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn miệng là không than ngày nào, hiểu chưa? Hiểu. Thì đừng có buồn nữa. Trung Sáng, người ta yêu nhau chân thật mà. Trời ơi, chị ơi, em thấy không có trong sáng, không có chân thật gì ở đây hết trơn á. Chân thật, trong sáng gì? Em thấy cái chuyện này á không có phù hợp chút nào hết trơn á. Nè, em mà là Ngân á nha,
em đã biết đó là em của ba Dượng mình thì em cũng sẽ không bao giờ đâm đầu vô vậy đâu. Đủ rồi, mọi người đừng có nói được không? Cái thằng này hết hồn. Sếp. Dạ sếp. Làm việc đi. Dạ. Sản lượng tôi mua trái cây sấy 6 tháng đầu năm bao gồm chi phí, sản lượng sấy, sản lượng xuất. Còn dư con đã gửi mail cho chú. Đây là file cứng đó. Còn trên bao bì? Đã thanh toán 2 quý đầu năm. Có truy xuất nguồn gốc, tiếp tục ký hợp đồng. Đây là file cứng, mail con cũng đã gửi cho chú. Khâu hậu cần thì sao? Vận chuyển, kho bãi, hải quan, tất cả trong hồ sơ này. À còn nữa, đây là giấy chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang châu Âu. Còn đây là hợp đồng xuất khẩu rau hữu cơ. Đây là hợp đồng hải sản, đủ hết rồi đó. Ủa, mà sao con biết là chú sẽ hỏi? Con đâu biết là chú sẽ hỏi gì đâu. Nhưng mà từ mail cho tới file cứng con gửi cho chú hết rồi. Chú kiếm cớ khi con vô đây đúng không? Chú quên. Con không có muốn là bà nội nói gì con mà chú làm việc không hiệu quả đâu. Lúc mà chú làm việc á, chú ngầu dữ lắm. Cho nên chú hãy tập trung làm việc đi nha. Vậy bây giờ chú không ngầu sao? Chú không có giống bình thường. Lạnh lùng, quy tắc, cứng nhắc thì mới là chú. Chứ không phải như con đã nói sao? Khi yêu sẽ trở thành một kẻ điên. Chú chỉ muốn cho ai đó thấy được trách nhiệm trong tình cảm của chú thôi. Cứng nhắc như vậy mới là chú nè. Nhưng mà ở công ty á, chỉ nên nói chuyện công việc thôi nha sếp. Ê, nói nghe nè. Sao? Có khi nào á, công ty của tụi mình á, biến thành cái sân khấu luôn không? Gì vậy? Nói gì vậy? Trời ơi, chứ không thấy hả? Hằng ngày á, tôi coi biết bao nhiêu là cảnh lãng mạn ngôn tình xảy ra ở trong công ty này luôn. Chị nói ai ngôn tình lãng mạn vậy chị hả? Thì tôi nói Phong Long vậy đó. Có ai có tật giật mình thôi. Tôi thấy là công ty mình á cũng sắp biến thành sân khấu thiệt rồi. Tại vì không những chỉ có những cảnh ngôn tình lãng mạn mà còn có thêm mấy cảnh ganh tị, ghen ghét, nhìn mắt mệt. Ủa, bà đang nói bà hả? Tôi nói Phong Long á, trốn mày trốn, có tật á thì giật mình. Ngân Ngân, bộ Ngân Ngân quen sếp Khôi thiệt hả? Cần chi phải đợi câu trả lời. Nhìn mặt là biết rồi. Ngân đây á, không những giỏi về làm việc mà còn giỏi về lấy lòng người khác nữa. Chị nói gì vậy chị hả? Ê, bà hả? Còn bà biết bà giỏi vậy gì không? Gì? Bà giỏi làm mất lòng người khác đó. Bà làm gì bà cạc hẹ tôi hoài vậy? Ủa chứ sao sáng giờ bà cạc hẹ người ta hoài vậy? Chứ bà thấy tôi nói không đúng hả? Bà không thấy Ngân đây hả? Giỏi lấy lòng em trai của ba Dượng sao? Nè, nãy giờ Hạ hơi nặng lời với Ngân rồi đó. Nặng lời gì? Gì vậy? Làm gì cứ binh chầm chầm hoài vậy?
Bộ không thấy sao mà cứ tối ngày bên ngoài vậy? Nè, tôi thông báo cho biết nha, hiện tại là công chúa đã tìm được hoàng tử rồi. Bớt mơ ảo, bớt mộng tưởng lại nghe chưa? À, dạ, tổng giám đốc. Đang giờ làm việc, ai cho nói chuyện riêng hả? Tập trung đi. Dạ. Dạ. Trời, trái tim tôi muốn rớt ra luôn. Có chuyện gì vậy? Em không biết em đã gây ra chuyện gì sao? Là sao? Ở nhà, chuyện giữa em và Ngân làm cả nhà xào xáo. Ở công ty, chuyện giữa em và Ngân làm cho công ty xào xáo. Em muốn mọi thứ xáo trộn lên thì em mới chịu hả? Em không cố tình làm cho mọi thứ xáo trộn lên. Anh hiểu lầm rồi đó. Anh yêu cầu em chấm dứt chuyện giữa em và Ngân để mọi thứ trở về trật tự cũ. Tại sao anh yêu cầu một cách vô lý như vậy? Chấp nhận tình cảm với em và Ngân mới là vô lý. Tại sao? Em không thấy mọi người phản đối chuyện tình cảm với em và Ngân sao? Em không có trách nhiệm làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng chuyện của em ảnh hưởng tới công ty. Mọi người lâu bàn tán, không tập trung vào công việc. Chúng ta chỉ xuất khẩu nông sản chứ không phải xuất khẩu tin tức. Em và Ngân luôn giữ thái độ đúng mực ở công ty. Còn chuyện anh kêu em chấm dứt với Ngân là không. Cô con này. Cái gì vậy chú? Con tự đoán ra được cái gì sao? Lại gà nữa đúng không? Sai, lần này không phải là gà. Chú lại gì? Ủa? Chú nhớ là con rất là thông minh mà. Tại sao con không đoán không được? Ngoài gà ra con đâu có nghĩ ra cái gì nữa đâu. Cho đoán là một lần nữa. Không nghĩ ra thiệt á. Mở ra coi đi. Trời ơi, tưởng gì? Thì ra là bánh. Mà quan trọng bánh này là bánh con thích đúng không? Vậy có cần đến trí tuệ hay không? Bánh thì liên quan tới trí tuệ. Giờ con đoán không ra đó. Chú này, bây giờ biết chọc con. Thấy con vui, chung vui theo. Thật ra chú biết con buồn là gì mọi người. Cứ nói ra nói vô. Kể từ bây giờ trở đi, ai mà nói gì con, chết đi chú. Thôi chú, chú không cần bảo vệ con vậy đâu. Chú càng làm con càng thấy ngợp hơn. Mấy người ở công ty muốn nói gì kệ họ. Họ nói riết học cũng chán à. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Cho chú đó. Này của con. Anh mới chạy ra ngoài giờ thì khúc tay anh mua cho em nè. Anh có mua cho em hai cái trứng. Em bệnh á, em cảm nên là em phải ăn trứng để tẩm bổ chứ đừng có ăn xôi hay bánh mì, không có tốt đâu. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Thôi, nhớ nha, nhớ ăn rượu thuốc nha.
Ê, buồn nữa hả? Bà thử bà bị thất tình rồi bà có buồn không? Trời ơi, người ta thất tình á là trừ khi nào người ta có người yêu á, người yêu người ta bỏ người ta mới thất tình. Còn ông với Ngân Ngân quen được ngày nào mà ông thất tình? Nói tôi nghe coi. Ôi, đừng có buồn nữa. Nè, đừng nói tôi không thương à. Ha, mua sẵn hết rồi nè. Tôi biết buồn á là chỉ có đồ ăn mới xua tan mọi nỗi buồn thôi. Nè, đồ ăn nè, ăn đi. Cài quăng không nổi. Trời đất ơi. Ủa, vậy tính ra là ông khóc vì cay hay là ông khóc vì thất tình? Tôi định không có khóc đâu, nhưng mà cái hơi cay nó bay lên mắt nên tôi mới khóc. Ê, ông khóc lắm mà ông tính toán quá vậy. Lạ lùng. Thôi, biết buồn rồi, ăn đi, ăn cho đỡ buồn. Đó, mua đầy đủ hết trơn trời đó, bảo đảm không cay. Nhưng mà đang cay quá, bà có trà sữa không? Cay quá cay rồi nè. Buồn mà hay đòi hỏi quá. Đây nè ba. Ngoài này có trân châu không vậy? Có mới uống, không có không uống đâu nha. Dạ thưa, có trân châu phô mai ba thích nhất. Thậm chí có thêm hạt trái cây. Uống đi. Uống rồi nín cho tôi. Đàn ông con trai mà khóc chứ lóc. Ở trà sữa thì ngon không bà? Trời, dĩ nhiên là ngon rồi, đồ của tôi mua mà. Ông nghĩ sao? Tôi đâu phải đơn giản mới có được thân hình này. Phải ăn ngon mới được, hiểu không? Thôi, ăn uống xong đi, rồi sẽ bớt buồn. Với lại á, tôi nói nghe nè, rồi sẽ có người yêu ông nhiều hơn, hiểu không? Tới với ông, quan trọng là ông cứ chờ đi, hiểu không? Người ta 50-60 tuổi người ta vẫn có tình yêu được mà. Mắc cười quá. Sao chờ lâu quá vậy, nó 50-60 tuổi lận. Mà thôi dù sao cũng cảm ơn bà cho tôi ăn ngon quá nè. Yên tâm đi, ăn xong thì sẽ hết buồn ngay. Từ đó giờ tôi quan niệm rồi, những cơn buồn sẽ được đồ ăn xóa tan đi hết. Nè nha, buồn tình, buồn đời, thậm chí buồn ngủ là tôi hay ăn lắm. Bà ăn ngủ ghét hàng chi, bà mập quá trời luôn. Ê, giờ ông kiếm ăn hay kiếm chuyện? Ăn đi. Ăn. Mệt con. Nhanh tay lên đi. Dạ con xin lỗi, con sẽ nhanh tay hơn ạ. Có cái ăn sáng không mà cũng làm lâu lắc à. Nhẹ tay chút được không? Dạ con xin lỗi, con mời cả nhà ăn sáng ạ. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Ăn đi. Dạ, con mời mẹ ăn sáng. Dạ, mời cả nhà ăn sáng. Mời cả nhà. Mời mẹ, mời anh, mời cả nhà. Con mời nội, mời dượng, mời mẹ, mời chú.